Cái mức này là mức phạt bao nhiêu vậy anh? Thì gì biết sao không, cái phường 4-5 cái chỗ công cộng đó, nhưng mà bị phá hết rồi, nhà thành biến nhà hết. Một cái chỗ này chùa có một cái là ở đây cũng có một cái chim sau này biến thành nhà luôn rồi. Tôi cũng phải đi phân đây là nhà bán rồi, giờ tôi chạy xôm ở đây nữa rồi, nó trắng là mất biểu tính vô mà mấy ở đây rồi. Giờ phạt 2 triệu mình có đồng ý không? Nếu mà phạt thì phải chịu, nhưng mà chuyện tình không có tiền thì cũng chưa tiểu, chưa biết sao, chưa nói sao nữa. Giờ mình lỗi mình phải chịu thôi, thì cả tùy theo anh em thấy có thể mà thấy một chút thì cứ chịu thôi. Trên đây nếu còn thương thì chịu. Lần sau rút kinh nghiệm ấy chú. Chút thấy biết sao không, đáng đáng rồi, đâu có nghĩ đâu. Mà tự giờ mắc biểu quá rồi, giờ thì bây giờ đang căng bụng đá luôn nè, muốn biết sao nữa. Chúng nó láo cái phường Tân Định mình 4-5 cái chỗ mà bị phá hết rồi, nhà thành biến thành nhà hết rồi. Thì nên ở dưới xuống chùa một cái nè, nghe đây một cái mà giờ tự nhiên biến thành nhà. 2-3 chỗ công cộng mà giờ không có còn cái chỗ nào công cộng nữa. Tôi thì bán nhà rồi, nhà tôi tại đây. Giờ tôi xin anh Hai á. Tôi xin anh Hai nói giờ tôi chưa tiêu. Tôi mời lôi ra nhưng mà tôi chưa tiêu thiệt. Thì đâu chịu cho để nè đi thay chụp thấy tôi chưa tiểu, tôi giờ tôi nói gì giờ nói vậy chịu thôi, chứ đâu nói gì được đâu. Vậy nãy giờ chúng tự kỳ quá. Tên là gì? Hả? Trần Trọng Hiệp. Bao nhiêu tuổi? 61 tuổi. Anh ngủ ở đâu? Ngủ tại địa phương này. Nhà thì bán rồi, giờ chạy cơm. Cái đó xin nha. Bây giờ ở đây người ta chỉ có xin lấy đúng với ta cho người tới mình không phải gì luôn. Giờ rồi những cái nhà ở đây rồi là mình tự nhiên tay và cảnh mình sao đây giờ chưa tiểu hay là mang gì đó nhìn lại luôn. Chị mang thấy mà nói chơi cho tôi đâu có dám nói tự đâu. Mình nhắc chở được cái chuyện lên. Thôi bây giờ này em nói anh này. Trước khi mình mắc tiểu á là mình phải biết đến 10 đến 15 phút rồi. Đúng không? Mình mắc tiểu là phải biết đến 15 phút đó rồi. Là mình biết mắc tiểu rồi. Thứ hai là anh đều biết trong khoảng 7 tháng nay là chấn chỉnh cho mình văn minh luôn đi. Cái thứ ba là mình phải cùng góp sức cùng với quận 1 để giải quyết cái vấn đề này. Dạ, cảm ơn mà vì cái này mà tha phạt được hình như mới đây phạt bao nhiêu là 2 triệu rồi, 2 triệu rồi theo quy định mới. Công cảm cho tụi cũng có thể dùng cây là nhưng mà hành vi của anh không đã hết cái gì, hành vi tôi là mới tất tấu thì chỉ đâu có quan ngại. Công cảm cho anh đưa cái của người đàn ông chưa ra chưa có chuyện mà tôi chưa có bởi được quần hỏi thôi, tôi chưa có việc thấy vậy là tôi đã. Nếu như không có chúng tôi thì tất cả mọi cái chị thì chị mới rút anh phạt, chị còn chạy về đâu. Mình thì xin lên xin anh thôi, cái trình bày với anh thôi, anh đánh hơn thông cảm không qua cho tôi còn không được tôi chịu thôi. Theo cái người và quay phim vào đây tôi chạy cho tôi nghĩ trình bày vậy thôi. Anh chạy xe ôm mà dạ chạy cho theo cái người quay phim vào đây.
còn nếu mà phạt thì nó chịu thôi. Cái gì sẽ bị cống cự, cống cự được lâu. Mà tình hình chưa có tiểu, để bạn thấy rõ được chưa? Thì mới mới vô một cây là đang phát hiện rồi. Chứ mà tôi đi, tôi nói láo, tôi đi ra ngoài công viên đang tắm mà tôi ghé là tôi tiểu liền, rồi lên bờ bên ghé bây giờ, còn đó bên cao không giờ trong phường mình có, mà tôi chạy trong nhà để bán rồi, không tiểu đâu. Mà nếu mà đứng ngoài đường thì giữ bình rồi bật đèn cũng kỳ quá, tôi vô một cây thì được chứ còn. Tôi cũng bị phường phạt cái hai lần, tôi phải chịu nhà thì có mà xin quán không cho. Nhưng mấy quán mini shop ngày này tôi vô cái nó đủ cho ra. Chai nước có 7.000 nữa rồi. Dạ, anh cứ nghĩ đi, tôi chạy bây giờ cho ông chị thống chạy nói chuyện ăn uống láo, cũng chạy từ sáng giật được 30.000 bạc cái uống láo chết rồi. Đâu á, thì đúng cái lộn với tôi chứ thật, cho ra. Vô, em biết nước 7 ngàn, đi tiểu, tổng cộng 2 ngàn, tiền đâu, không có tiền. Nhưng mà phải chịu rồi, tôi vô kéo ít vô, nhưng mà người dân nói vậy. Chỗ công cộng thì không có, cũng vậy đó. Hồi đó 4-5 cái mày biến thành nhà hết á. Chỗ công cộng mày biến thành nhà, tại đâu. Tôi nói lắm anh, nhiều khi như mình nói chứ anh làm đàn ông mình, nhiều khi chung xe hơi sang lắm nha, đi ghé đó, đứng đây nấy á, hơi đó, cho mắc chịu quá, đá đâu, đứng lại, nhà, nhà, đâu. Nhà tôi ở đây mà bán rồi, giờ tôi muốn nhà mình mua trí á, không chạy. Chạy xe ôm hả? Chạy xe ôm sao to không có nhận? Tôi tập cho em anh, 64 tuổi chứ vẫn tập thể dục bình thường, tập nói, tôi có giấy, đây nè, giấy xôm của tôi với cô, đoàn kịp đoàn xôm, tôi có luôn mà, tôi cũng đã biết không. Anh là cái diện nghèo, cái diện nghèo của tôi. Trời, giờ nó phải kèo đi, tôi đâu dám nói anh. Bởi vì tôi biết tôi nuôi vợ con tôi đường, con tôi đi làm rồi. Người này không được, tôi không diện nghèo chứ. Bởi vì người nghèo khác nghèo hơn mình nữa mà mình cũng còn không được nhà. Ai là người quay cái này đấy? Sao từ nay cầm máy quay? Đây là một cái chỗ đó, có quay xa lắm, bạn em kiểm tra chỗ đó này đất khô thì... Rồi, bây giờ tôi chưa tiểu mà, tôi chưa tiểu. Bây giờ là anh rút kinh nghiệm nha. Dạ vâng. Rồi. Cảm ơn Hải nhiều. Rồi. Rồi. Đọc bà mốt đừng có kiếm đi đâu cho đàng hoàng. Tôi nói chuyện với mấy em nha, nào mà lỡ lần nữa tôi cũng chịu rồi. Tôi mày dùng cái mắt đáy quá, giờ tôi nốt láo rồi, giờ tôi nhìn đang đính đáy nè. Hiện tại tôi đang đính đáy á. Mà giờ nếu mà mấy em nhiều khi mấy em nói, nhiều khi mà em đi nhậu cái tôi bảo đảm em bánh buộc dù bây giờ có bị bạc cũng phải chịu, rồi mà thật là tôi nghèo thì thôi. Tôi đóng thiếu thiêu nhưng không biết sao bây giờ. Cảm giác là chú. Ngoài cái vườn này bạc tôi hết 45 lần, tôi danh dinh dưỡng nó láo đâu, bạc tôi 45 lần mà 80 ngàn tôi tức lắm, đúng cái lộn ngoài vườn luôn mà tự giờ sao giờ. Mình nghèo quá mới chạy chiếc xe mà 40 ngàn bạc à. Mà trong cái địa điểm công cộng thì lại phá mẹ đi thành nhà rồi. Không biết làm sao mà biến thành nhà. Đang nhà công cộng biến thành nhà. Thấy không? Rồi, dù gì bây giờ cái kiếm chỗ nào nó đáy đâu, đáy đâu. Bây giờ con mình là con người, cho tôi nói thiệt, tôi bất mãn với chỗ này, xin tôi đề nghị nè. Trong khi chó nhà vẫn ghi giải đáy, nó không bị phạt chứ gì hết. Tôi tức lắm, tôi biết lắm. Sao gì? Ở bên nước ngoài là chó nó phạt trước hết. Còn con người mà có chỗ tiểu là không giờ. Đây mình thấy chó đi tiểu, vẫn đi tiểu. Không phải phạt nữa, con người thì tiểu. Không phải phạt nữa, con người thì tiểu.